cô rời vị trí làm việc của cô mà không xin phép tôi. Hơn nữa, tôi có một cảm giác như mình đang đứng ở một bãi rác hơn cả bếp bánh của một nhà hàng 5 sao. Tôi xin lỗi, tôi dọn ngay đây ạ. Trước khi cô dọn đó, tôi có việc cần nói. Đây là San. Hôm nay, cô ấy sẽ cùng phụ trách bếp bánh này với cô. Và hai người có một tháng để cạnh tranh với nhau. Sau đó, tôi sẽ chỉ định vị trí bếp trưởng bếp bánh. Này, cái thái độ của em là thế nào đấy? Anh bị thương như vậy, em tức giận một chút là sai à? Chả lẽ em không được lo lắng cho anh trai của em à? Em cũng là em gái của anh mà. Làm thương anh lắm ấy. Anh thích chị ta đấy à? Ừ. Anh sao đấy? Chị ta có gì đâu mà anh thích. Cũng chỉ là một đứa làm bánh quèn, vừa xấu vừa khó tính, chả gì đặc biệt cả. Này, anh nói với em để thông báo, chứ không phải xin ý kiến em nhá. Mà anh cũng không cần em phải đồng ý hay không. Tại sao? Tôi làm công ăn lương nên tôi cũng cần được tôn trọng. David không tôn trọng em à? Hay là em quá sĩ diện? Em cảm thấy việc phải cạnh tranh vị trí bếp trưởng bếp bánh với một người khác là sự xúc phạm đối với em. Anh đừng tỏ ra hiểu tôi nữa. Nếu bây giờ em rút lui, em chỉ thể hiện là bản thân mình quá kém cỏi thôi. Có một điều này tôi muốn nói với em. Xét về tài năng ấy, thì chưa biết ai hơn ai. Nhưng nếu xét về độ chuyên nghiệp là em đã thua rồi đấy. Nếu bây giờ em ở lại thì em sẽ còn 50% cơ hội chiến thắng. Còn nếu em rút lui, nó chỉ cho thấy là em tự ti với khả năng của mình thôi. Hay là em muốn tôi phải năn nỉ, cầu xin em ở lại?